Ông cháu này cắt tóc cái gì nhỉ? À, giới thiệu với ông chú, đây là đại ca của cháu. Đây là gì? Đường Long chú ạ. Đường Long à? Đúng rồi chú ơi. Thời gian qua là đại ca của cháu là làm nhiều việc kiểu chung là phi pháp quá chú ạ. Bây giờ đại ca cháu ân hận rồi. Ờ. Bây giờ là hôm nay ông chú cắt cho cháu, à, đại ca cháu quả đầu mà quy ẩn giang hồ chú ạ. Quy ẩn giang hồ à? Để về lại còn lấy vợ nữa chú, xong rồi về quê còn chăn trâu các thứ nữa. À, gọi là vứt bỏ hết những cái bon chen cuộc sống để về lấy vợ, trồng cho rau cắt cỏ, nuôi vợ nuôi con thôi nhỉ. Đúng rồi. Ok, chiến luôn nhá. Vào việc luôn. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Sao đấy? Như này đại ca cháu quá ưng luôn rồi ông chú ơi. Đại ca ưng rồi à? Chuẩn luôn chú ơi, nhưng mà cháu nói nhỏ với ông chú này là chú đừng có nói là đại ca Đường Long của cháu ra đây cắt tóc chú nhá. Sao thế? Nhiều kẻ thù đang truy sát lắm chú ạ. Bây giờ đại ca đang rửa tay gác kiếm rồi chú. À, thế hóa ra đại ca bây giờ là cắt tóc phát là quy ẩn luôn, không đi lang thang linh tinh bụi đời nữa à? Chuẩn luôn chú ơi, ông chú cắt quả đầu này xong là về cưới vợ chăn trâu các thứ nét luôn đấy ông chú ạ. À, bây giờ không bon chen xã hội nữa gì. Chuẩn luôn. Thế bảo đại ca cháu một lốp. Dạ. Một lốp hả chú? Ờ. Đại ca Đường Long cháu thiếu gì thôi, ông chú cầm luôn đi. À, bò luôn 5 lốp luôn à? Ông chú cầm luôn đi. Anh kêu ông cháu nhá. Rồi ông cháu chắc gây thù chút đoán nhiều, bây giờ nói ẩn giang hồ được rồi, thôi về lấy vợ đi ông cháu. 5 lốp. Đại ca mày mang về cho đại ca mày thì mang. Đây, cháu mày em chú ạ. Về nhá. Ừ.